Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Dạ, xin hãy kính chào toàn thể quý bà chị em ở trong tình thương của Đức Chúa Trời của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Sau thời gian một năm, tôi tạm ngưng việc chia sẻ lời Chúa ở trên nhóm Tin Lành Sự Thế Giới này là để tập trung vào trong công việc và trong gia đình, trong một chặng đường mới của gia đình của chúng tôi. Cảm ơn Chúa, một năm vừa qua giống như là một năm Sa-bát. Chúa cho phép tôi được nghỉ ngơi để tôi có thể tập trung vào trong những điều quan trọng của gia đình và cũng như của cuộc sống mới của tôi. Và hôm nay thì tôi đã quyết định để trở lại chia sẻ lời Chúa online với mọi người giống như trước đây, vào một buổi tối Chủ nhật ở tại theo như giờ của tôi là ở tại tiểu bang North Carolina. Hiện tại là 10:20 tối, cũng là 9:20 sáng thứ hai ngày 2 tháng 9 năm 2024. Bên tôi bây giờ đang là 10:20 ngày 1 tháng 9 năm 2024. Cảm ơn Chúa. Buổi tối nay tôi xin được phép chia sẻ về một chủ đề, đó là trở lại tình yêu ban đầu. Kính thưa quý mài chị em, khi chúng ta nhắc đến vua David thì chúng ta sẽ ngay lập tức liên tưởng đến một vị vua đã từng phạm tội tà dâm và phạm tội giết người. Khi chúng ta nhắc đến sứ đồ Phi-rơ thì có thể chúng ta sẽ hình dung đến một vị sứ đồ đã từng trối Chúa 3 lần. Ít ai có thể nghĩ đến một vị vua David đầy ơn Chúa đã từng giết được Goliath, đã từng lập rất là nhiều chiến công hiển hách cho dân Israel. Nhưng mà người ta thường hay nghĩ đến cái điều tiêu cực, đến cái tội lỗi của chính ông. Ít ai nghĩ đến một Phi-rơ có thể giảng cho 3.000 người tin Chúa trong ngày lễ cuối tuần. Nhưng mà người ta thường hay nghĩ đến một Phi-rơ yếu đuối và thất bại trong việc trôi Chúa. Và đó chính là cách mà ma quỷ ngày hôm nay nó đang tấn công vào trong nhiều con cái Chúa, bằng cái sự định tội của nó, qua cái sự phạm tội, qua những cái yếu đuối vấp ngã, những lỗi lầm ở trong quá khứ của chúng ta, mà ma quỷ nó đã đẩy nhiều con cái Chúa rời xa khỏi Ngài, hoặc là nó khiến cho người ta không còn tin tưởng vào tình yêu của Chúa dành cho đời sống của họ sau nhiều lần yếu đuối, sau nhiều lần vấp ngã. Và Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài là Đức Chúa Trời đầy yêu thương, đầy ân điển. Ngài có cách để phục hồi đời sống của chúng ta sau những lần mà chúng ta yếu đuối vấp ngã như vậy. Buổi tối nay chúng ta sẽ cùng nhau học ở trong sách Phúc Âm Giăng đoạn 21, từ câu 15 cho đến câu 17. Tôi xin đọc lời của Chúa như sau. Khi ăn rồi, Đức Chúa Giêsu phán cùng Simon Phi-rơ rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta hơn những kẻ này chăng? Phi-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn những chiên con ta. Ngài đã phán lần thứ hai cùng người rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, phải, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Ngài phán cùng người đến lần thứ ba rằng: Hỡi Simon, con Giô-na, ngươi yêu ta chăng? Phi-rơ buồn rầu vì Ngài phán cùng mình đến 3 lần: Ngươi yêu ta chăng? Người bèn thưa rằng: Lạy Chúa, Chúa biết hết mọi việc, Chúa biết rằng tôi yêu Chúa. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hãy chăn chiên ta. Thưa quý mài cho em, Đức Chúa Giêsu Ngài có mỗi cách tuyệt diệu để phục hồi đời sống của chúng ta mỗi khi mà chúng ta thất bại. Các môn đồ của Chúa sau một đêm làm việc mệt nhọc không có gì ăn hết thì Ngài đã mời họ ăn. Và Ngài gặp lại các môn đệ đã từng chối Ngài rằng là họ còn yêu Ngài hay không. Ngài đã không chỉ trích, Ngài không lên án họ, Ngài không định tội họ. Ngài cũng không có đòi hỏi họ phải có một quyết định để cố gắng sống một đời sống cơ đốc khó khăn hơn. Nhưng mà thay vì vậy, họ đã tìm cách để gặp gỡ riêng họ, ăn tối cùng họ, thông công và chuyện trò với họ, khơi gợi lại cho họ nhớ về tình yêu ban đầu của họ dành cho Chúa như thế nào. Và đây cũng là cách mà Chúa Ngài đối xử với mỗi người chúng ta là con cái của Ngài. Ngày hôm nay cũng như vậy, quý mài cho em. Chúa không nhìn chúng ta với nét mặt giận. Sau nhiều lần chúng ta vấp ngã, hoặc là có những lần chúng ta cố tình chúng ta phạm tội với Chúa vì cái lòng cứng cỏi, vì cái sự bản nghịch của chúng ta. Nhưng mỗi khi chúng ta trở lại với Chúa, Chúa đều có cách đặc biệt của Chúa để phục hồi đời sống tâm linh của chúng ta, nhất là
những cái sự vấp ngã ở trong những cái tội lỗi mà chúng ta không ngờ rằng mình lại phạm những cái lỗi nghiêm trọng như vậy. Như đây Phi-rơ có thể ông đã sống một đời sống rất là đáng chê trách, khi mà ông cùng các môn đồ khác đã bỏ trốn khỏi vườn Gethsemane, rồi sau đó ông đã công khai, ông thề với cái người đầy tớ gái rằng là ông không bao giờ biết được cái người đó là ai hết. Và có thể ông đã lo ngại rằng là không biết mình còn xứng đáng là một môn đồ của Chúa nữa hay không. Và cách dạy dỗ của Chúa Giêsu rất là tuyệt vời, thưa quý mà chị em. Ngài đã rất là khéo léo trong việc giúp cho ông nhớ lại mình đã chối Chúa 3 lần bằng 3 câu hỏi của Ngài, đó là: Ngươi yêu ta chăng? Và khi mà Chúa Giêsu Ngài hỏi 3 lần như vậy, có lẽ Phi-rơ cảm thấy lúc ban đầu cảm thấy rất là khó chịu. Nhưng mà sau đó ông sẽ hiểu rằng là Chúa Ngài đang cố ý nhắc lại cho ông nhớ về 3 lần mà ông đã từng chối Ngài. Và cứ mỗi lần mà ông chối Chúa như vậy thì đó là những lần mà Chúa hỏi rằng là Ngươi yêu ta chăng? Và khi mà ông chối Chúa 3 lần như vậy thì ông đã nghe tiếng gà gáy. Và sau đó Phi-rơ đã khóc lóc một cái đắng cay để bày tỏ tấm lòng ăn năn thống hối. Và tại đó Chúa muốn ông nhớ lại tội lỗi quá lớn của mình và thêm một cơ hội để ông bày tỏ quyết tâm ăn năn trước mặt Chúa và trước mặt các môn đệ khác. Và sau khi Chúa Giêsu Ngài hỏi 3 lần như vậy thì Chúa Ngài đã bày tỏ sự sẵn lòng tha thứ và trao trách nhiệm một cái chức vụ mới trăng bày cho Phi-rơ. Thưa quý mài chị em, khi tấm lòng của chúng ta thật sự có một sự yêu mến Chúa, có một sự tái cam kết lại với mối quan hệ với Đức Chúa Trời, thì Chúa Ngài sẽ vui lòng để trao chúng ta một cái sứ mạng, một cái chức vụ để chúng ta có thể phục vụ Chúa trở lại ở trong ơn của Chúa như trước đây. Ở đây chúng ta thấy rằng là Chúa Giêsu Ngài đã trao cho Phi-rơ một cái chức vụ trăng bày. Và trước đó thì Chúa Giêsu Ngài đã kêu gọi Phi-rơ theo Ngài để trở thành một tay đánh lưới người, tức là một người thầy giảng tin lành. Và bây giờ thì Chúa Ngài dường như Ngài nâng cấp ông lên ở trong một chức vụ của mục sư. Và sau này ông lại trở thành một vị sứ đồ đầy ơn của Chúa. Chúng ta thấy rằng là Chúa Ngài đầy ân điển và rất là tuyệt vời. Ngày hôm nay nếu chúng ta cảm thấy mặc cảm, xấu hổ vì những cái tội lỗi, vì những cái sự vấp ngã của mình ở trong quá khứ, có thể chúng ta không dám tin rằng là Chúa Ngài còn có thể nghe những lời cầu xin của mình, thì quý mài chị em ơi, tôi có một tin vui dành cho quý vị. Đó chính là Đức Chúa Trời, Ngài luôn ở bên cạnh chúng ta giờ phút này. Chúa Giêsu, Ngài là ngôi thứ hai trong 3 ngôi Đức Chúa Trời. Ngài đang ở bên cạnh chúng ta. Ngài không bao giờ lìa chúng ta, không bao giờ bỏ chúng ta. Con người có thể không tha thứ cho chúng ta khi chúng ta phạm một lỗi lầm nào đó nghiêm trọng với họ. Nhưng mà Đức Chúa Trời của chúng ta, Ngài luôn luôn sẵn sàng để tha thứ cho chúng ta. Đấy là một ân điển diệu kỳ, một ân điển rất là lạ lùng. Không ai có thể hiểu thấu được bằng tâm trí hữu hạn của con người xác thịt. Có thể trong những ngày hiện tại này, bạn có thể đã cảm thấy đau khổ khi mà nhận ra rằng là trong những ngày qua mình đã quên mất Chúa của mình bằng cách này hay cách khác. Có thể chúng ta không còn trung tín với Chúa, có thể chúng ta đã không vâng theo lời phán của Ngài, hoặc là tệ hơn nữa, chúng ta đã chối Chúa và cái sống của mình. Đời sống của chúng ta sống giống như người ngoài, có thể chúng ta đã quên đọc Kinh Thánh, lời của Đức Chúa Trời đã nhiều ngày qua. Có thể chúng ta đã sa đà vào trong những cái tội lỗi, vào trong những cái thú vui của trần tục thế gian. Rồi chúng ta ăn nói như là một người ngoài, rồi chúng ta sống một đời sống bê tha cẩu thả, bất cần lời Chúa. Nhưng quý mài chị em ơi, nếu chúng ta đang nghe những lời này từ tôi biết rằng Chúa Ngài đang lưu ý đến các bạn. Chúa đang lưu ý đúng không quý vị? Chúa muốn chúng ta trở lại với Ngài. Tại sao tôi phải trở lại với Ngài? Tại sao tôi phải yêu mến Chúa? Tại vì tôi biết rằng sau này khi tôi chết đi thì linh hồn của tôi sẽ được về thiên đàng để tôi sống đời đời với Chúa ở trong thiên đàng. Tôi sẽ không thể nào sống vui vẻ với Chúa nếu lòng của tôi không yêu Ngài. Giống như việc hai người họ yêu nhau, họ có một cái quyết định để đến với nhau ở trong hôn nhân. Họ sẽ quyết định để sống mãi mãi với nhau ở trong một mái nhà được gọi là gia đình. Hai người sẽ không thể nào sống chung một mái nhà, không thể sống chung một căn nhà nếu mà lòng của họ không yêu nhau. Thế mà ngày hôm nay có nhiều người họ muốn rằng là sau khi họ chết đi, họ được vào thiên đàng để ở với Chúa. Trong khi đó lòng của họ không có Chúa, lòng của họ không yêu mến Chúa, họ không khe, họ không quan tâm đến Chúa là ai hết. Họ không yêu mến lời của Ngài, họ chỉ muốn phước của Chúa mà thôi.
Ôi Chúa ơi, chừng nào mà con thấy trong túi của con, trong ngân hàng, trong tài khoản ngân hàng của con mà có nhiều tiền nữa, Chúa ban phước cho con á, con yêu Chúa lắm. Chúa cho con nhà cửa ha, Chúa cho con xe cộ nha, Chúa cho con công việc tốt nha, Chúa cho con thu nhập ổn định nha, con sẽ yêu Chúa lắm. Nhưng mà giả sử nếu Chúa không cho chúng ta những thứ đó thì sao? Nếu chúng ta cầu nguyện với Chúa mà Chúa không trả lời chúng ta thì chúng ta có còn cầu nguyện với Chúa nữa hay không? Tôi thấy có nhiều người họ đã mắc phải cái sai lầm này, quý mài chèm. Họ nghĩ rằng là khi nào cuộc sống của mình mà mình thấy ơn phước của Chúa nhiều quá, mình mới yêu mến Chúa. Chứ còn mình sống cứ lình bình, không có kinh nghiệm được cái phép lạ, không kinh nghiệm được cái sự trả lời của Chúa, thì có lẽ Chúa chỉ yêu những cái người mà Chúa ban phước cho họ thôi, chứ còn mình thì Chúa không yêu. Và thế là mình nghĩ rằng là thôi, mình không cần phải bày tỏ tình yêu mình với Chúa làm gì nữa. Chúa có lẽ Chúa bận rộn với người khác, chứ Chúa không có quan tâm đến mình nữa. Nhưng quý mài chị em ơi, chúng ta cần phải nhớ một điều rằng Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Đức Chúa Trời này yêu thương cả thế gian này và yêu thương tất cả mọi người trên thế gian này. Ngài không chỉ yêu thương một số người ít ỏi trên thế gian này mà thôi, nhưng mà Ngài yêu tất cả nhân loại này, quý mài chị em. Ngài yêu tất cả mọi con cái của Chúa như nhau. Đức Chúa Trời Ngài không có con cưng, Ngài không có cái favorites của Ngài, tức là Ngài không có một cái sự một cái cá biệt cá thể nào đó mà Ngài ưu ái nhiều hơn, nhưng mà Ngài yêu tất cả mọi người như nhau. Nhưng cái điều mà chúng ta thấy ở đây đó là mỗi người chúng ta có thể cảm nhận tình yêu của Chúa một cách khác nhau. Và những ai cảm nhận tình yêu của Chúa nhiều chừng nào thì người đó sẽ càng đến gần với Chúa. Và người đó sẽ khám phá được cái sứ mạng, cái thiên mệnh của mình. Người đó khám phá được ý muốn của Chúa. Người đó khám phá được cách để mình có thể mở cửa thánh đàng. Mình có thể đến gần với Chúa. Mình có thể cầu nguyện với Chúa. Mình có thể nhận được phép lạ từ nơi Ngài. Và mình có thể lắng nghe tiếng của Chúa để có thể đi theo sự dẫn dắt của Ngài. Và từng bước người đó có thể đi đến điểm của sự thành công, phước hạnh và giàu có thịnh vượng. Còn những ai chúng ta không cảm nhận được tình yêu của Chúa, chúng ta theo Chúa xa xa, thì chúng ta sẽ không thể khám phá được những phước hạnh, những cái ân tứ, những cái quyền năng, những cái lời hứa mà Chúa Ngài sẵn ban chúng ta ở trong ơn của Ngài. Cho nên tình yêu đối với Chúa rất là quan trọng, quý bài cho em. Chỉ có những ai cảm nhận tình yêu của Chúa, đáp ứng lại với tình yêu của Chúa, người đó sẽ có một đời sống phong phú, vô hạn, vô lượng ở trong tình yêu của Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Phi-rơ vốn là một vị sứ đồ đầy tình yêu mến Chúa lúc ban đầu, quý bài cho em. Ông đã bỏ gia đình của mình, bỏ vợ con của mình, bỏ tất cả mọi thứ mà mình có để sẵn sàng theo Chúa trong 3 năm rưỡi. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 27, Phi-rơ bèn thưa với Chúa rằng: "Này, chúng tôi đã bỏ mọi sự mà theo thầy, vậy thì chúng tôi sẽ được chi?" Quý mài cho em thấy không ạ? Ông đã yêu Chúa đến ông bỏ tất cả mọi thứ luôn, bỏ vợ con của ông ở nhà luôn, ông bỏ công ăn việc làm của mình là người đánh cá luôn. Và ông hỏi Chúa rằng là: "Lạy Chúa, con bỏ tất cả những điều đó, con bỏ những người thân yêu của con bỏ cái công việc mà và cái thu nhập hàng ngày của con để con theo Chúa thì con sẽ được cái gì?" Ở đây ông rất là thẳng thắn với Chúa. Ông bày tỏ ra cái quan điểm, cái suy nghĩ của mình. Bây giờ con cho Chúa cuộc đời con sẽ nhận lại được điều gì? Và thế là Chúa Ngài trả lời cho ông ở trong câu 29: "Hễ ai vì danh ta mà bỏ anh em, chị em, cha mẹ, con cái, đất ruộng, nhà cửa, thì người ấy sẽ lãnh bộ phần hơn và được hưởng sự sống đời đời." Ở đây Chúa Giê-xu Ngài cũng thẳng thắn để trả lời cho cái thắc mắc của ông. Đó là ai vì cớ Chúa, vì danh của Chúa mà sẵn sàng từ bỏ những người thân yêu, bỏ nhà cửa đất ruộng, bỏ tất cả những cái danh lợi quyền của mình ở trong đời này, thì sau này người đó sẽ lãnh được bộ phần hơn và được hưởng sự sống đời đời. Lời không quý mà chen, quá lời đúng không ạ? Bỏ cái tạm thời của đời này để mà nhận cái đời đời của đời sau, đó là một cái phước hạnh rất là lời. Và Chúa đã nói với Phi-rơ rằng là ngươi sau này sẽ được điều đó. Nếu ngươi dám bỏ mọi sự theo ta, thì ta sẽ ban cho ngươi nhiều hơn những gì mà ngươi đã từ bỏ vì cớ danh của ta. Ở đây bỏ có nghĩa rằng là mình bất hiếu với cha mẹ. Bỏ có nghĩa rằng là mình phải ly hôn với người phó ngẫu của mình. Bỏ ở đây có nghĩa rằng là mình là một người sống vô trách nhiệm với gia đình của mình. Nhưng bỏ ở đây có nghĩa là chúng ta đặt thứ tự ưu tiên
nó khác đi một chút. Có thể trước khi chúng ta được Chúa gọi, chúng ta sống với một ưu tiên, đó là mọi người là trên hết. Nhưng mà sau khi chúng ta được Chúa gọi, chúng ta kinh nghiệm Chúa, chúng ta biết Chúa yêu chúng ta và chúng ta đáp ứng lại tình yêu đó, và chúng ta muốn trao phó đời sống của chúng ta để làm theo ý muốn của Chúa, thì ngay lập tức cái thứ tự ưu tiên trong đời sống của chúng ta sẽ được thay đổi. Bây giờ mọi người xung quanh của chúng ta không phải là số 1 nữa, nhưng mà số 1 đó chính là Chúa. Số 1 đó chính là Đức Chúa Trời. Rồi sau đó mới đến người phối ngẫu, gia đình, vợ con, rồi hội thánh và những người xung quanh của chúng ta. Như vậy thì một người yêu Chúa, họ sẽ có một cái thứ tự ưu tiên khác so với những người chưa yêu mến Chúa. Chúa là số 1 trong đời sống của một người thật sự yêu mến Ngài. Có thể trong tình yêu nó sẽ có nhiều cái khó khăn sóng gió lắm quý mài chị em. Không phải chúng ta lúc nào chúng ta yêu mến Chúa là cuộc sống chung quanh của chúng ta nó sẽ dễ dàng, thuận lợi, thuận buồm xuôi gió đâu. Không phải khi mà chúng ta theo Chúa, chúng ta làm theo ý muốn của Chúa thì mọi người chung quanh chúng ta họ sẽ vỗ tay, họ sẽ khích lệ động viên chúng ta để theo Chúa và làm theo ý muốn của Chúa đâu. Nhưng mà ngược lại, chúng ta sẽ thấy rằng là khi chúng ta càng yêu Chúa, chúng ta càng làm theo lời của Chúa, thì ngay lập tức chung quanh chúng ta sẽ có nhiều cái sự chống nghịch lại với chúng ta. Chung quanh của chúng ta sẽ có nhiều cái lời đàm tiếu, rồi những cái lời mỉa mai, chê bai, nhạo báng đời sống đức tin và tâm linh của chúng ta. Họ sẽ tìm cách đi chỉ trích chúng ta bởi vì chúng ta yêu mến Chúa. Họ sẽ cho chúng ta là những người cuồng tín, những người mê tín dị đoan, những người thuộc linh quá máu. Nhưng quý mài trẻ ơi, nếu chúng ta yêu một ai đó mà chúng ta yêu một hết lòng, cho dù ai đó họ không thích cái tình yêu của chúng ta với người ấy, thì khi chúng ta yêu ai rồi, chúng ta sẽ bất chấp tất cả những cái lời thị phi, những cái lời dị nghị xung quanh chúng ta, để cuối cùng chúng ta sẽ có được người ấy. Và đối với Chúa cũng vậy, nếu chúng ta thực sự yêu Chúa hết lòng, thì những cái lời lên án, những cái lời mà người ta chê bai, chỉ trích, mắng nhiếc, nhạo báng chúng ta xung quanh cũng chẳng là cái nghĩa lý gì hết. Những cái tiếng nói đó giống như là tiếng ếch nhái xung quanh chúng ta mà thôi, chúng ta cũng chẳng quan tâm. Miễn rằng là Chúa chúng ta được vui lòng, miễn rằng là đời sống của tôi có thể làm vui lòng Chúa, tôi có được tấm lòng của Chúa, tôi được Chúa mỉm cười khi mà tôi làm theo ý muốn của Chúa, và tôi biết rằng khi tôi tắt hơi trên đất này thì Chúa Ngài có thể đón tôi vào trong lòng, và Ngài có thể nói với tôi những lời ngọt ngào, những lời mỹ mưu về tình yêu của tôi dành cho Ngài. Hỡi con của ta, được lắm, con đã trung tín, con đã yêu mến ta hết lòng, hãy ở đây để tận hưởng sự vui mừng của ta. Thưa quý mài chị em, lời của Chúa Ngài cũng nói thế này ở trong Roma đoạn 8 câu 35: ai sẽ phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương của Đức Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bắt bớ, đói khát, trần truồng, nguy hiểm hay là gươm giáo chăng? Câu 38 và 39 sứ đồ Phaolô đã viết tiếp như thế này: vì tôi chắc rằng bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao hay là bề sâu, hoặc một vật nào chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Lời của Chúa khẳng định với chúng ta rằng là chẳng có điều gì trên thế gian này hoặc là ở trong thuộc linh, dù là thiên sứ của Chúa hay là ma quỷ, cũng không thể nào phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Chúa mà Đức Chúa Trời đã ban chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ. Không có sự nghèo đói, không có sự khó khăn thiếu thốn nào, không có sự tổn thương nào mà có thể làm cho chúng ta bị phân rẽ khỏi tình yêu thương của Chúa. Thế thì tại sao ngày hôm nay có nhiều con cái Chúa họ lại lui đi, họ đã ngủ lạnh, họ đã sa sút ở trong đức tin và cũng như trong tình yêu mến Chúa vậy? Thật ra không phải những yếu tố, không phải những yếu tố ngoại cảnh đã khiến cho họ như vậy, nhưng mà do chính tấm lòng họ đã quyết định họ rời xa Chúa. Họ đã bị mắc mưu ma quỷ và họ sống ở trong cái sự lừa dối của nó rằng là Chúa bỏ mình rồi, Chúa không còn yêu mình nữa rồi. Giống như một người phạm tội giết người, lỡ tay giết một người, suy nghĩ rằng là bây giờ tôi lỡ giết một người rồi, tôi bị án tử hình rồi, bây giờ tôi giết thêm 10 người nữa cũng không sao. Đó là một cái sự lầm lẫn chết người quý mài chen. Cho nên chúng ta cần phải hiểu rằng là Chúa không bỏ chúng ta, không có điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Jesus Christ. Chỉ có chúng ta mới có quyền để đưa ra quyết định cho việc đó mà. Khi chúng ta quyết định chúng ta ở trong tình yêu thương của Chúa thì không có bất cứ một cái hoàn nạn hoặc là một cái sự khốn cùng nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi Chúa.
không có ma quỷ nào, không có tà linh ma quỷ Satan nào có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Chúa được. Khi chúng ta quyết định, chắc chắn Chúa sẽ giúp đỡ chúng ta ở trong quyết định đó. Cho nên quý mài cho em ơi, hãy trở lại với Chúa, hãy trở lại với Chúa, hãy nhớ lại lúc ban đầu chúng ta đã yêu Chúa thế nào, chúng ta đã từng đọc Kinh Thánh, chúng ta đã từng cầu nguyện với Chúa, chúng ta đã từng khóc lóc, chúng ta đã từng hứa nguyện điều gì với Chúa. Hãy nhớ lại như đó, hãy làm lại những công việc ban đầu của mình quý mài cho em. Chúa đã nói với hội thánh Ê-phê-sô như thế này, ở trong sách Khải Huyền đoạn 2 câu 4 cho đến câu 5: nhưng điều ta trách ngươi là ngươi đã bỏ lòng kính mến ban đầu. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã sa sút từ đâu, hãy ăn năn và làm lại những công việc ban đầu của mình. Bằng chẳng vậy, ta sẽ đến cùng ngươi. Nếu ngươi không ăn năn thì ta sẽ cất chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Hội thánh Ê-phê-sô là một thánh rất là sốt sắng ở trong việc phục vụ Chúa. Họ đã làm cái này làm cái kia, họ đã làm những cái công việc tôn giáo rất là siêng năng và chăm chỉ, Chúa khen. Nhưng mà sau đó thì Ngài đã trách. Ngài trách là bởi vì cớ họ đã bỏ lòng kính mến ban đầu, tức là tình yêu ban đầu của họ dành cho Chúa nó không còn nữa. Họ chỉ còn cái sự phục vụ của bên ngoài mà thôi, nhưng bên trong lòng của họ, họ đã yếu đuối, họ xa cách Chúa lắm rồi. Họ không còn đọc Kinh Thánh nữa, họ không còn cầu nguyện tôn giáo với Chúa mật thiết như trước đây nữa. Tất cả mọi hoạt động của họ đều chỉ là hình thức bên ngoài mà thôi. Dĩ nhiên, chúng ta là con người, chúng ta không thể đánh giá lẫn nhau, chúng ta không thể xét đoán lẫn nhau qua hình thức bên ngoài. Nhưng mà Đức Chúa Trời là đấng biết được tâm lòng của chúng ta yêu mến Chúa hay không. Nếu có một người yêu mến Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ biết người đó. Liệu rằng Đức Chúa Trời Ngài biết chúng ta như thế nào trong ngày hôm nay? Ngài biết chúng ta yêu mến Chúa hay không? Hay là tâm lòng của chúng ta đang cần được trở lại với Chúa ở trong sự gặp gỡ một cách cá nhân, giống như Phi-rê trong câu chuyện này. Ông đã được gặp gỡ Chúa một cách cá nhân. Ông đã được tương giao trò chuyện với Chúa một cách cá nhân để tâm lòng của ông được trở lại ở trong sự gần gũi mật thiết với Chúa trở lại. Chúa đã khơi gợi lại sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của Phi-rơ. Chúa đã cho ông thấy được phép lạ của Ngài trong cái sự đánh bắt cá kỳ diệu ở trong ngày hôm đó, để ông phát hiện rằng là đó chính là Chúa của ông. Giu-đa câu 21 đã chép thế này: hãy giữ mình trong sự yêu mến Đức Chúa Trời và trong đời sự thương xót của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta cho được sự sống đời đời. Thưa quý mài cho em, hãy giữ mình ở trong sự yêu mến Chúa. Bởi vì nếu chúng ta không giữ mình trong sự yêu mến Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ gặt lấy hậu quả. Và hậu quả đó đây là gì quý mài cho em? Chúa đã nói với hội thánh Ê-phê-sô trong sách Khải Huyền đoạn 2 câu 5 rằng là: nếu không ăn năn thì ta sẽ đến cùng ngươi, ta sẽ cướp chân đèn của ngươi khỏi chỗ nó. Tức là chúng ta sẽ không còn được Chúa Ngài sử dụng chúng ta ở trong chức vụ. Và cuộc đời của chúng ta khi mà đã không được Chúa Ngài sử dụng thì cuộc đời đó thật là tội nghiệp. Bởi vì nó cảm thấy nó vô nghĩa, giống như một cái điện thoại không còn có thể được sử dụng để mà liên lạc với người khác được. Giống như một cái iPad không còn được sử dụng để người khác có thể giải trí hoặc là đọc sách qua cái iPad đó. Cuộc đời của chúng ta sẽ trở nên vô nghĩa khi chúng ta không được Chúa Ngài đoái hoài, không được Chúa Ngài sử dụng nữa. Lời của Chúa, Ngài cũng kêu gọi chúng ta hãy trở lại với Chúa. Thưa quý mài cho em, Giăng Nhất đoạn 2 câu 15 cho đến câu 16, Chúa Ngài phán rằng: chớ yêu thế gian, cũng đừng yêu các vật ở thế gian nữa. Nếu ai yêu thế gian thì sự kính mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy. Vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời đều chẳng từ Cha mà đến, nhưng từ thế gian mà ra. Vậy thì cái sự ngăn trở của một người để người đó có thể yêu mến Đức Chúa Trời đó là yêu mến thế gian. Cái từ thế gian ở trong Giăng Nhất đoạn 2 câu 15 16 này không nói về cái chữ thế gian của Giăng đoạn 3 câu 16 là Đức Chúa Trời Ngài yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài. Không, cái từ thế gian ở trong Giăng đoạn 3 câu 16 nói về linh hồn con người, nói về những con người đang sống ở trong thế gian này, và Chúa yêu thương tất cả những con người đó, trong đó có tôi và chúng ta. Nhưng mà còn cái từ thế gian ở trong Giăng Nhất đoạn 2 câu 15 16 này, Chúa nói rằng là chớ yêu thế gian. Thì cái từ thế gian ở đây chúng ta phải hiểu rằng đó là từ đang nói về những tinh thần tội lỗi, tham dục của thế gian, những cái sự cám dỗ của đời này, những cái sự hấp dẫn, những cái sự vui thú
tạm bợ của xác thịt ở trong thế gian này. Và chúng ta là người tin Chúa, chúng ta đừng nên yêu mến những điều đó. Bởi vì khi chúng ta yêu mến tội lỗi, chúng ta yêu mến những cái nhục dục, những cái điều tham dục của thế gian này, thì tình yêu mến Chúa nó sẽ bị giảm sút trong đời sống của chúng ta. Hoặc nói khác hơn là tình yêu mến Đức Chúa Cha chẳng ở trong người ấy, không còn ở trong người ấy nữa quý mài cha. Khi mà trong đời sống của chúng ta có tội lỗi, thì cái chính tội lỗi đó nó sẽ ngăn cách đời sống tâm linh của chúng ta với sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Cho nên khi một người đã đắm chìm ở trong tội lỗi, người ấy sẽ không thể cầu nguyện với Chúa một cách mật thiết ngọt ngào được. Người đó sẽ cảm thấy mình không còn tham thích đi nhóm nữa. Người ấy sẽ cảm thấy rằng là mình không còn muốn đọc lời của Chúa nữa. Có thể người ấy cũng không biết tình trạng thuộc linh của mình, tại sao mà tôi lại như vậy, tôi đâu có tội gì đâu. Nhưng mà người đó có thể không biết rằng là mình đã có những sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt và sự kiêu ngạo của đời ở trong lòng của họ. Chính những điều đó nó khiến cho tấm lòng yêu mến Chúa của người ta trở nên mờ nhạt và yếu đuối dần. Xin Chúa giúp đỡ cho tất cả chúng ta, để thì giờ này là thì giờ mà chúng ta hồi tưởng lại, nhớ lại những gì mà Chúa đã ban ơn cho chúng ta trong thời điểm ban đầu. Tôi luôn nhớ về sự kêu gọi của Chúa trong đời sống của tôi vào năm tôi 16 tuổi. Tôi không hề quên cái giây phút đó, là cái giây phút mà Chúa ngài thật sự rời chạm đến tấm lòng của tôi. Cho dẫu cuộc đời của tôi có nhiều thăng trầm, có những sóng gió, có những lúc mà tôi tưởng chừng rằng là mình đã phải bỏ cuộc bởi vì cuộc sống trở nên quá khó khăn với tôi. Nhưng mà tạ ơn Chúa, nhờ ơn điện của Chúa, nhờ quyền năng và tình yêu của ngài mà tôi vẫn tiếp tục bước đi ở trong chức vụ phục vụ Chúa cho đến ngày hôm nay. Thưa quý mài chèm, đừng bao giờ đầu hàng, đừng bao giờ bỏ cuộc. Nếu chúng ta hôm nay nhìn thấy mình thật sự lõa lồ ở trước mặt Chúa, mình yếu đuối ở trước mặt Chúa, mình cảm thấy mình quá ư là tệ hại ở trước mặt Chúa, tôi khích lệ quý vị, chúng ta hãy đến với Chúa. Khi hai người yêu nhau, không nhất thiết họ phải la lối ôm sòm, anh yêu em, em yêu anh, họ không cần phải nói lớn như vậy. Nhưng mà họ chỉ cần đến bên cạnh nhau, họ im lặng, họ cảm nhận tấm lòng của nhau, thế là đủ rồi. Và Chúa Giêsu cũng đang ở bên cạnh chúng ta giờ phút này. Ngài đã ở bên cạnh tôi, Ngài cũng đang ở bên cạnh quý vị. Có thể hôm nay là buổi sáng ngày 2 tháng 9, ở tại Việt Nam cũng là ngày lễ Quốc Khánh. Chúng ta có nhiều thời gian để chúng ta được giải trí, được nghỉ ngơi, được vui chơi cùng với gia đình và người thân của mình. Nhưng mà tôi khích lệ quý vị, hãy tận dụng thời gian này trong buổi sáng nay để chúng ta nhớ lại xem chúng ta đã xa cách Chúa thế nào. Nếu quý vị đã yêu mến Chúa rồi, quý vị đã sốt sắng hầu vì Chúa kết quả, theo Chúa kết quả nhiều, tôi xin chúc mừng quý vị. Nhưng nếu chúng ta cảm nhận chúng ta cần có Chúa nhiều hơn, chúng ta cần được Chúa đụng chạm chúng ta nhiều hơn, chúng ta cần được phục hồi lại trong ơn phước của Chúa, trong sự sức dầu của Chúa, trong tình yêu của Chúa nhiều hơn nữa, thì đây là thời giờ rất đặc biệt. Có thể chúng ta không cần phải nói gì với Chúa nhiều. Quý mài chị em ơi, Chúa không cần chúng ta nói đâu, bởi vì Chúa là đấng toàn tri mà. Chúa có thể đọc biết được tâm trí của chúng ta suy nghĩ gì. Lời chưa ra khỏi miệng của chúng ta thì Chúa đã nghe biết rồi. Chúng ta chỉ cần yên lặng đến gần với Chúa. Hãy cảm nhận sự hiện diện của Chúa bên cạnh chúng ta. Có thể nước mắt chúng ta nó sẽ rơi xuống. Cảm xúc ở trong lòng của chúng ta sẽ trào dâng một cách tự nhiên. Nhưng mà đó là những tín hiệu rất là tốt. Đó là một cái tín hiệu vui mừng để chúng ta biết rằng Đức Chúa Trời vẫn đoái xem chúng ta. Và khi tình yêu của Chúa được đong đầy trong chúng ta trở lại, đời sống của chúng ta sẽ được phước rất là nhiều quý mài cha. Được phước rất là nhiều quý mài cha ơi. Bởi vì lúc đó chúng ta sẽ khám phá ra rằng là quả thật Đức Chúa Trời chưa bao giờ rời xa khỏi chúng ta bất cứ một giây phút nào hết. Những cái lần mà chúng ta yếu đuối vấp ngã trước đây đó, thật ra Đức Chúa Trời ngã ở đó, nhưng mà chúng ta đã không nghe tiếng của Ngài, chúng ta đã không có bước đi trong cái sự dẫn dắt của Chúa một cách kỹ càng, để rồi chúng ta làm theo ý riêng của mình, rồi chúng ta vấp ngã, chúng ta thất bại. Rồi có những người họ đã khước từ Chúa, họ đã cố tình đi theo cái tấm lòng cứng cỏi của mình, để rồi mình thất bại hết lần này đến lần khác. Nhưng hôm nay, ngay bây giờ đây, Chúa cần tình yêu của chúng ta. Chúa cần tình yêu của chúng ta, quý mài chị em. Ngài không cần chúng ta phải thề thốt gì với Chúa. Ngài không cần chúng ta phải nói gì, những cái lời hoa mỹ với Ngài. Nhưng mà Ngài cần tấm lòng của chúng ta yêu Chúa. Tình yêu có thể không cần có lời nói.
Tình yêu nó là một cái gì đó rất đặc biệt, một cái cảm xúc nó tự nguyện dâng trào từ trong tấm lòng của chúng ta. Tôi không thể nào bắt buộc một ai đó phải yêu Đức Chúa Trời, yêu Chúa Giêsu qua những lời giảng của tôi được. Nhưng mà tấm lòng người đó có một cái sự cảm nhận, có một sự rung động với lời của Chúa, cảm nhận cái sự hiện diện của Chúa, Ngài đang kéo họ đến gần với Chúa qua lời của Ngài, thì người ấy sẽ có thể bộc phát lên một cái cảm xúc yêu thương, một cảm xúc muốn đáp ứng lại với tình yêu thương đó của Chúa. Không ai ép buộc ai yêu nhau được cả. Tình yêu nó đặc biệt lắm quý mà chị em. Không phải chúng ta đi nhà thờ, chúng ta đi nhóm, chúng ta trung tín dân hiến mùng 10, rồi chúng ta hát thánh ca giống như những người trong nhà thờ là chúng ta yêu mến Chúa đâu. Nhiều người ngày hôm nay họ lầm tưởng là họ đi nhà thờ, họ giữ lễ mấy ngày ở trong tuần, họ kiêng ăn, họ cầu nguyện, họ dâng hiến, họ làm đủ thứ công việc của tôn giáo. Họ nghĩ rằng là như vậy là họ là yêu mến Chúa. Nhưng thưa không. Họ nghĩ rằng là họ phải cầu nguyện nhiều, la lớn lên là họ yêu Chúa. Thưa không. Yêu Chúa thật hay không, chỉ có Chúa biết, và người đó biết nữa. Tấm lòng của chúng ta phải biết rõ cái điều đó. Yêu Chúa đó là yêu lời của Ngài. Giữ lời của Chúa quý mài chen. Ở trong Giăng đoạn 14 câu 15, Chúa Giêsu Ngài nói rằng: nếu các ngươi yêu mến ta thì giữ gìn các điều răn ta. Trong Giăng nhất đoạn 2 câu 5: những ai giữ lời phán Ngài thì lòng kính mến Đức Chúa Trời thật là trọn vẹn trong người ấy. Bởi đó chúng ta biết mình ở trong Ngài. Như vậy thì qua lời của Chúa, hai câu kinh thánh này, chúng ta thấy rằng là khi một người yêu mến Chúa, người đó sẽ có một sự, có một cái động lực để lòng của mình phải giữ gìn các điều răn, giữ gìn những lời phán của Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là khi một người thật sự yêu Chúa, người đó sẽ có một suy nghĩ rằng lời tôi nói ra có đẹp lòng Chúa hay không, có phù hợp với lời của Chúa hay không, thái độ tôi sống với gia đình của tôi, với vợ con của tôi, với chồng con của tôi có đúng theo lời của Chúa hay không. Tôi đi đến chỗ đó, tôi gặp cái người đó, tôi bước vào trong mối quan hệ đó, điều đó có đẹp lòng Chúa hay không? Điều đó có đúng với lời Chúa hay không? Đó chính là người yêu mến Chúa với mài chèm. Người đó sẽ luôn suy nghĩ và cân nhắc từng lời nói, việc làm của mình theo lời của Chúa. Và người đó khi làm theo và quyết định theo lời của Chúa, người đó sẽ thật sự là người yêu mến Chúa. Còn người không yêu mến Chúa thì chúng ta thấy rằng là họ nói cho thoải mái, thỏa thích cái xác thịt của họ. Người ta suy nghĩ cái gì, người ta buồn cái gì, kệ người ta. Tôi không quan tâm. Tôi chỉ nói theo những gì tôi suy nghĩ thôi. Tôi cư xử theo những gì mà tôi muốn thôi. Rồi tôi gặp ai, tôi quyết định cái gì, tôi làm ăn ở đâu, tôi sống thế nào, đó là chuyện của tôi. Để mặc tôi. Đừng có nói chuyện Chúa ở đây. Cuộc đời của tôi quyết định. Nhưng mà đến khi mà thất bại rồi, đến khi mà gãy đổ rồi, khi mà thê thảm rồi đó, bắt đầu người đó mới lết xác đến với Chúa. Chúa ơi, tại sao con đi nhóm, con thờ phượng Chúa, con dâng hiến, con trung tín việc này việc kia mà bây giờ con đã thất bại thế này. Quý mài trẻ ơi, điều đó không phải lỗi của Chúa, nhưng mà do chúng ta đã thiếu tình yêu mến Chúa. Xin Chúa giúp đỡ chúng ta để chúng ta thấy được chính mình trong lời của Chúa. Và lời của Chúa không đem đến sự định tội, cũng như không đem đến sự xấu hổ chúng ta. Nhưng mà lời của Chúa nhắc cho chúng ta nhớ tình yêu của Ngài, và cho chúng ta biết được làm thế nào để chúng ta có thể thoát ra được những cái vòng luẩn quẩn của sự thất bại trong đời sống của chúng ta. Và trước khi kết thúc sứ điệp buổi tối hôm nay, cũng như là buổi sáng ở tại Việt Nam, thì tôi xin được chia sẻ về 5 cách làm thế nào để chúng ta giữ tấm lòng của chúng ta yêu mến Chúa. 5 cách để chúng ta có thể giữ tấm lòng của mình trong sự yêu mến Chúa. Điều thứ nhất, đó là chúng ta hãy giữ sự tương giao với Chúa. Sự tương giao với Chúa, đó chính là cái sự cầu nguyện mà chúng ta cần phải có trong đời sống mỗi ngày, thầy Chúa. Luca đoạn 6 câu 12 chép rằng: trong những ngày đó, Đức Chúa Giêsu đi lên núi để cầu nguyện, Ngài thức thâu đêm cầu nguyện với Đức Chúa Trời. Lý do chính khiến cho nhiều người ngày hôm nay họ mất đi tình yêu với Chúa, đó là bởi vì họ đánh mất đi cái sự cầu nguyện, cái sự thông công mật thiết với Đức Chúa Cha. Giống như Chúa Giêsu, Ngài đã từng cầu nguyện với Cha của Ngài trong nhiều đêm, cũng như là có những đêm Ngài đã cầu nguyện thâu đêm. Ngài đã làm rất là nhiều việc
ở trong chức vụ của Ngài, nhưng mà Ngài vẫn có thời gian để cầu nguyện với Đức Chúa Cha. Ngày hôm nay tôi nhìn thấy có nhiều người, ngay cả bản thân tôi cũng vậy, có nhiều việc chúng ta phải bộn bề lo toan trong cuộc sống. Nhưng quý mài chị em ơi, sự cầu nguyện không phải là chúng ta dành thời gian để nói với Chúa về mọi cái nhu cầu nan đề của chúng ta rồi chúng ta kết thúc bằng chữ Amen. Nhưng mà chúng ta cần phải có thời gian để lắng nghe Chúa nữa. Có thể chúng ta trình dâng những cái lời cầu nguyện của chúng ta cho Chúa, rồi sau đó chúng ta sẽ dành thời gian để chúng ta lắng nghe sự trả lời của Ngài. Đừng dành thời gian để nói với Chúa mà chúng ta không lắng nghe Chúa. Bởi vì sự cầu nguyện đó chính là sự tương giao hai chiều. Sự cầu nguyện không phải là độc thoại. Không phải là tôi độc thoại với Chúa, rồi Chúa nghe, rồi Chúa phán cái gì, tôi không có thời gian để nghe. Cho nên trong sự tương giao, nó phải có hai chiều quý bà chị em. Và trong sự tương giao đó, chúng ta học ở trong đời sống cầu nguyện của vua David. Ông đã tương giao với Chúa như thế nào? Ông đã trải lòng mình với Chúa ra làm sao? Ông đã bày tỏ sự suy gẫm, những tâm sự, những kêu cầu, những nài xin với Đức Chúa Trời như thế nào? Và khi chúng ta cầu nguyện ở trong tinh thần của những sách thi thiên như David ngày xưa đã từng cầu nguyện với Chúa, chúng ta sẽ thấy một đại dương mênh mông của những cảm xúc, của những chiều kích đức tin của sự tương giao với Chúa. Không phải lúc nào chúng ta cũng vui mừng nhảy múa ở trong sự cầu nguyện mà thôi, nhưng mà sẽ có những lúc chúng ta được trải lòng, chúng ta được tan vỡ trong tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ được Chúa Ngài rơ chạm đến những cái chỗ sâu nhất, sâu xa nhất ở trong lòng chúng ta, và chúng ta được Chúa chữa lành ở trong linh hồn của chúng ta. Những sự mệt mỏi Chúa sẽ bổ lại chúng ta. Những sự sợ hãi Chúa sẽ khiến cho chúng ta được mạnh mẽ hơn. Và những sự yếu đuối của chúng ta, Chúa Ngài sẽ khiến cho nó được trở nên đắc thắng ở trong danh Đức Chúa Giêsu. Và điều thứ hai để chúng ta giữ tấm lòng yêu mến Chúa, đó là chúng ta cần suy gẫm về những phước lành mà Chúa đã từng ban cho chúng ta. Thi Thiên đoạn 103 câu 2 chép rằng: Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Đức Giê-hô-va, chớ quên các ân huệ của Ngài. Ấy là Ngài tha thứ các tội ác ngươi, chữa lành bệnh tật của ngươi, cứu chuộc mạng sống của ngươi khỏi chúng hư nát, và lấy sự nhân từ và sự thương xót của Ngài mà làm máu triều độ cho ngươi. Thưa quý mai chị em, hãy nhớ lại những phước lành mà Chúa từng ban chúng ta trong những năm tháng qua. Có thể bây giờ chúng ta đã thất bại, nhưng hãy nhớ lại những lần mà Chúa đã đáp lời cầu xin của chúng ta trong quá khứ, để rồi chúng ta có thêm nghị lực, có thêm hy vọng, cũng như có thêm niềm tin ở trong hiện tại này, để chúng ta trỗi dậy và chúng ta sẽ tiếp tục tiến bước ở trong ơn của Chúa. Đừng nằm xả dài ở trong sự thất bại đó quý mài chị em, nhưng mà hãy trỗi dậy, hãy nói với linh hồn của mình rằng là: Hỡi linh hồn ta, hãy chúc tụng Chúa, hãy nhớ đến những ân huệ của Chúa, đừng bao giờ quên ơn của Ngài. Nếu Chúa đã từng làm ơn cho tôi trong quá khứ thì chắc chắn hiện tại này Chúa sẽ làm ơn cho tôi tiếp tục, và trong tương lai Ngài vẫn sẽ làm ơn cho tôi. Hãy nói với linh hồn của chính mình như vậy quý mài chị em. Và khi chúng ta có một sự trỗi dậy từ trong tâm linh, chắc chắn sẽ có phép lạ của Chúa xảy ra. Đó là chúng ta sẽ được kết nối với Chúa, và chúng ta sẽ được tiếp nhận tình yêu của Ngài vào trong linh hồn của chúng ta. Khi chúng ta được đầy ắp những cái suy nghĩ về phước hạnh, đầy ắp những cái suy nghĩ về sự thành tín của Chúa trên đời sống của mình, và chúng ta không còn mệt mỏi, không còn chán nản nữa. Và điều thứ ba, đó là chúng ta hãy cầu nguyện dâng lên cho Chúa những lo toan, những lo lắng và nhu cầu của mình. Chính những sự lo lắng ở trong đời sống của chúng ta khiến cho chúng ta bị mệt mỏi và đánh mất đức tin. Và từ đó nó sẽ dẫn đến cái chỗ đó là chúng ta mất cái sự yêu mến Chúa. Cho nên cái điều thứ ba ở đây, cái bí quyết thứ ba để chúng ta yêu mến Chúa trở lại, đó là chúng ta phải dâng lên cho Chúa những áp lực, những lo toan, những nhu cầu của chính mình. Philip đoạn 4 câu 6 chép rằng: Đừng lo lắng gì cả, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin cùng sự tạ ơn mà trình dâng những nhu cầu của mình cho Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa, lời của Chúa nói rằng là đừng lo lắng, nhưng mà trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn để mà trình dâng những điều đó cho Chúa của chúng ta. Thi Thiên đoạn 50 câu 15 chép rằng là: Hãy kêu cầu ta trong ngày gian truân, ta sẽ giải cứu ngươi và ngươi sẽ tôn vinh ta. Quý mài cho em thấy không ạ? Kêu cầu Chúa trong ngày gian truân, và Chúa Ngài hứa rằng là Ngài sẽ giải cứu chúng ta, và chúng ta sẽ tôn vinh Chúa khi chúng ta thấy phép lạ của Ngài xảy ra, khi thấy quyền năng của Chúa được bày tỏ ở trong ngày gian truân đó. Cho nên chúng ta đừng bao giờ bỏ cuộc quý mài cho em, đừng bỏ cuộc quá sớm, nhưng hãy trỗi dậy để tiếp tục cầu nguyện và trình dâng cho Chúa những nan đề của mình. Điều thứ tư để chúng ta yêu mến Chúa trở lại và giữ cái sự yêu mến Chúa, đó là học biết thêm về Chúa. Càng biết về Chúa thì chúng ta sẽ càng khám phá được bổn tánh,
và sự nhân từ, sự vĩ đại và sâu sắc của Chúa càng hơn. Và khi chúng ta dành nhiều thời gian học biết thêm về Chúa qua Kinh Thánh và lời của Chúa, thì chúng ta sẽ thấy đức tin của mình được tăng trưởng. Chúng ta cũng nên nghe những công việc mà Chúa làm ở trong đời sống và cuộc đời của nhiều các đồng nhân khác để chúng ta thấy yêu mến Chúa nhiều hơn. Tin Chúa là một việc, nhưng mà để bước đi theo Chúa một cách trung tín cho đến cuối cùng thì chúng ta cần phải có thời gian để học hỏi lời của Chúa, học biết về bổn tánh của Ngài, học biết về công việc của Ngài. Và điều này cần phải có thời gian. Cho nên khi chúng ta yêu Chúa thật sự, chúng ta sẽ dành thời gian cho Chúa, chúng ta sẽ dành thật nhiều thời gian cho Chúa mà không hề tiếc. Và khi chúng ta dành thời gian để học biết thêm về Chúa thì chúng ta sẽ thấy mình càng gần với Chúa ở trong tâm linh của mình nhiều hơn. Và điều cuối cùng để chúng ta giữ tấm lòng yêu mến Chúa, đó là chúng ta làm theo lời của Chúa. Giăng 14 câu 15 như tôi đã đọc khi nãy, đó là nếu các con yêu mến ta thì sẽ vâng giữ các điều răn của ta. Trong Giô-suê đoạn 1 câu 8 chép rằng là quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con, hãy suy gẫm ngày và đêm để cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong đó, vì như thế con mới được thịnh vượng trong con đường mình và mới thành công. Như vậy thì khi chúng ta nghe lời Chúa, chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta suy gẫm lời Chúa ngày và đêm, tức là chúng ta có một sự liên tưởng, hồi tưởng, suy đi nghĩ lại về lời của Chúa trong tâm trí của mình, liên tục thắc mắc với lời của Chúa, nói chuyện với lời của Chúa, công bố lời của Chúa, chắc chắn chúng ta sẽ thấy phép lạ của Chúa. Và khi chúng ta sống với lời của Chúa như vậy, ngày và đêm như vậy, ở trong tâm trí của mình, thì chúng ta sẽ có một cái sự bày tỏ ra trong việc làm theo mọi điều đã chép ở trong đó. Vậy thì chúng ta thấy rằng là sự vâng giữ lời Chúa đó là cách mà mình có thể thể hiện tấm lòng yêu mến Chúa, và là cách để chính mình được thịnh vượng trong đời sống. Cảm ơn Chúa, tôi nhìn thấy rằng là chưa bao giờ một ai yêu mến Chúa mà lại sống một đời sống nghèo thiếu, khó khăn, bệnh tật, nợ nần trong cái sự cuối cùng của họ. Nhưng mà tôi đã từng nhìn thấy có những người họ đã xa cách Chúa, họ đã yếu đuối, họ lui đi, rồi sau đó họ mất tất cả. Vậy thì chúng ta thấy rằng là khi một người yêu mến Chúa, họ sống theo lời của Chúa, họ suy gẫm lời của Chúa, họ làm theo lời của Chúa, thì đến cuối cùng họ sẽ được phước, được thịnh vượng ở trong con đường của họ, họ được thành công. Khi chúng ta yêu mến Chúa, tấm lòng của chúng ta sẽ đi trong đường lối của Chúa rất là dễ dàng quý mài chàng. Ở tại nước Mỹ, tôi đã được nghe về những câu chuyện của những người cha lập quốc ở tại Hoa Kỳ này. Họ là những người tin kính Chúa, họ là những người yêu mến Chúa, họ là những người lập pháp, và họ trước khi lập ra một cái luật nào đó, thậm chí trước khi viết ra hiến pháp của Hoa Kỳ, họ đã phải cầu nguyện với Chúa, họ đã phải thắc mắc với Chúa, họ đã nói chuyện với Chúa rất là nhiều. Chúa ơi, con cần phải đưa ra luật pháp thế nào? Con cần phải đưa ra những quyết sách như thế nào cho đất nước của con? Họ đã cầu hỏi với Chúa rất là nhiều. Có những vị tổng thống họ đã thức thâu đêm, họ cầu nguyện với Chúa, họ khóc với Chúa để họ có thể đưa ra được những cái chính sách để đất nước của họ sẽ được phước. Và cho đến ngày hôm nay, tôi nhìn thấy đất nước Hoa Kỳ là một đất nước được phước, có luật pháp rất là văn minh và chặt chẽ. Điều đó không phải là bởi vì do con người quyết định, nhưng đó là Đức Chúa Trời, Ngài đã quyết định và ban phước cho đất nước này. Bởi vì cớ những người cha lập quốc của đất nước này đã yêu mến Chúa, họ đã đưa lời của Chúa vào trong luật pháp, họ đã đưa lời của Chúa vào trong đường lối chính trị của họ, và Đức Chúa Trời đã ban phước cho họ, làm cho họ được giàu có, thành công, thịnh vượng và là số một của thế giới. Lời của Chúa hôm nay nhắc nhở tôi và chúng ta hãy trở lại với Chúa. Chúng ta không cần quan tâm đến việc sau này chúng ta là người thế nào. Hãy dẹp như đó qua bên đi quý mài chèm. Nhưng hãy quan tâm đến chính mình là ai ở trong tâm lòng của Chúa. Ngày hôm nay chúng ta là ai? Là Phi-rơ trước khi trở lại với Chúa, hay là một Phi-rơ đã trở lại với Chúa sau khi gặp gỡ Ngài ở trong cái ngày hôm đó? Chúng ta là Phi-rơ nào? Chúng ta là một Phi-rơ theo Chúa xa xa, hay là một Phi-rơ yêu mến Chúa và tận hiến cuộc đời của mình cho Ngài? Xin Chúa Ngài giúp cho lòng của mỗi người chúng ta từ hôm nay thật sự có Chúa, thật sự có Chúa và ở trong tình yêu của Ngài. Điều đó nó sẽ được thể hiện ở trong suy nghĩ, trong lời nói, trong việc làm, trong lối sống, trong gia đình,
ở trong công việc, ở trong chức vụ của chúng ta. Và khi tấm lòng của chúng ta được thay đổi, gia đình của chúng ta sẽ được thay đổi, gia đình của chúng ta sẽ được phước, những người xung quanh của chúng ta sẽ được phước, cộng đồng xung quanh của chúng ta sẽ được thay đổi, đất nước của chúng ta cũng sẽ được thay đổi và được phước. Đức Chúa Trời là đấng toàn tại, Ngài đang có mặt ở đây. Ngài đang có mặt ở đây cùng với tôi ở tại Hoa Kỳ, tiểu bang North Carolina. Và ở bên kia cùng với quý vị, những anh chị em chúng ta đang theo dõi ở tại Việt Nam và cũng như ở những quốc gia khác. Quyền lời của Chúa buổi tối hôm nay nhắc nhở mọi người chúng ta hãy là những người yêu mến Chúa. Cuộc sống hiện đại có thể bận rộn và nó làm chúng ta bị tốn rất là nhiều thời gian và công sức. Nhưng xin Chúa cho lòng của chúng ta luôn luôn gắn chặt với Ngài ở trong sự yêu mến Chúa thiết tha, để cuộc đời của chúng ta sẽ giống như là những hạt muối đầy chất mặn để ảnh hưởng tốt lành cho thế giới hư mất xung quanh của chúng ta. Và chúng ta sẽ thực hiện được sứ mạng, thực hiện được thiên mệnh mà Chúa Ngài đã kêu gọi chúng ta trong ơn của Ngài từ trước vũ sáng thế. Nào, bây giờ chúng ta hãy đến và cầu nguyện với Chúa giây phút này. Hãy nhắm mắt lại và hãy cùng với tôi chúng ta suy gẫm về lời của Chúa. Hãy suy gẫm về sự hiện diện đầy nhân từ của Ngài. Hãy suy gẫm về những phước lành mà Chúa đã ban chúng ta trong những ngày vừa qua. Và hãy nói với Chúa về những yếu đuối, những sai lầm, những sai trật của mình ở trong đời sống, trong quá khứ. Và hãy mở tấm lòng của mình ra với Ngài như một người cha yêu dấu đang chờ đón con của mình đến gần. Hãy hình dung Chúa Giêsu Ngài đang bên cạnh chúng ta, Ngài đang dang rộng vòng tay của Ngài để đón chờ chúng ta là những người con yêu dấu của Ngài, để chúng ta có thể xa vào lòng của Chúa và được Chúa Ngài chăm sóc, được Ngài nâng niu, được Ngài ban bình an và phổ về chúng ta ở trong vòng tay của Chúa. Lạy Chúa Giêsu dấu chúng con, giờ hôm nay chúng con đến với Chúa ở trong sự hiện diện đầy quyền năng của Ngài. Chúa Ngài dùng lời của Ngài trong buổi tối hôm nay để nhắc nhở mỗi lòng của chúng con rằng chúng con cần phải yêu Chúa giống như Chúa đã yêu chúng con. Ngài đã đổ huyết của Ngài ra trên thập giá để đền tội và tha thứ tội lỗi chúng con thế nào. Một cái chết rất là đau đớn, một cái chết rất là nhục nhã, nhưng mà Ngài vẫn vui lòng để chịu chết thay chúng con ở trên thập giá như vậy. Lạy Chúa, chúng con biết rằng Ngài yêu chúng con rất là nhiều, nhưng mà vấn đề nằm ở mỗi tấm lòng của chúng con. Chúng con đôi khi quá bận rộn, chúng con không có nhiều thời gian để dành cho lời của Chúa. Chúng con đã sống theo ý riêng của mình, chúng con đã quên mất Ngài, bởi vì chúng con đã loại bỏ Ngài ra khỏi đời sống của chúng con trong những ngày vừa qua. Có những anh chị em đang yếu đuối, có những anh chị em đang ngồi lành, có những anh chị em đang vấp ngã, vấp phạm vì cớ họ xa cách Chúa. Lạy Chúa, xin dùng lời của Ngài để nhắc nhở và đem chúng con trở lại với Ngài trong thời gian này. Chúa Giêsu ơi, xin ôm lấy mọi người chúng con trong vòng tay của Chúa. Xin Ngài sức dầu trên đầu chúng con và cho tấm lòng của chúng con được sự chữa lành ở trong ơn của Ngài. Chúng con không còn bị tổn thương bởi những vấp phạm. Chúng con không còn bị cay đắng vì những cái sự nói nghịch của những kẻ thù xung quanh chúng con. Chúng con cũng không có bị mệt mỏi trong tinh thần bởi vì những áp lực ở trong công việc và cuộc sống. Đôi khi chúng con quá bận rộn và chúng con không có thời gian để tương giao với Ngài nữa. Xin Chúa Ngài tha thứ cho những yếu đuối, những lỗi lầm của chúng con. Và thì giờ này trời ơi, con cầu xin trời của Chúa được mở ra trên đời sống của quý mà chị em con. Những anh chị em chúng con đang khao khát tìm kiếm Ngài, xin Chúa Ngài cho chúng con được gặp gỡ Ngài. Bởi vì đây là thì của sự cứu rỗi, đây là thì giờ thuận tiện cho sự đụng chạm của Chúa trên đời sống của chúng con. Xin Chúa Ngài đến bên cạnh từng người chúng con, đến bên cạnh từng anh chị em chúng con giờ phút này. Xin chạm đến tấm lòng của chúng con, xin chạm đến chúng con Chúa ơi, xin chạm đến chúng con Chúa ơi, xin chạm đến và chữa lành chúng con ở trong danh của Chúa Giêsu Christ, để chúng con không còn yếu đuối, không còn sợ hãi nữa, không còn yếu đuối và nhát sợ nữa, nhưng mà chúng con có thể nói với Chúa rằng Chúa ơi, chúng con thuộc về Ngài. Chúng con tuy sống ở trong thế gian này nhưng mà chúng con không thuộc về thế gian. Và chúng con cầu xin Chúa Ngài sức dầu trên chúng con, dầu quyền năng, dầu của sự vận hành Thánh Linh của Chúa, để chúng con được mạnh mẽ trở lại giống như là những David của Chúa, để chúng con có thể đối diện với Goliath và chúng con có thể hái được nó mà không sợ hãi. Chúng con không còn phải cúi đầu và phải xấu hổ, hổ thẹn trước kẻ thù của chúng con nữa, nhưng mà chúng con sẽ ngẩng cao đầu lên ở trong tình yêu của Chúa và cũng như trong sự giang dĩ đắc thắng. Và chúng con tin rằng chúng con sẽ chiến thắng được thế gian này, chiến thắng được những cái sự cản trở trong năng đề của chúng con, chiến thắng được nỗi sợ hãi trong lòng của chúng con, để chúng con có thể làm công việc mà Chúa gọi chúng con làm. Chúng con sẽ bước đi theo Chúa mà không bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ buông xuôi những cái sự kêu gọi, những cái trách nhiệm mà Chúa đặt để trên đời sống của chúng con. Lạy Chúa, xin kéo chúng con đến gần với Chúa, để chúng con có thời gian để tương giao, cầu nguyện ngọt ngào và mật thiết với Chúa mỗi ngày, để chúng con sẽ được trở nên những phi rơ đầy ơn, đầy quyền năng của Chúa, bởi vì chúng con trở lại với tình yêu mến Chúa lúc ban đầu. Vì Chúa Ngài là đấng nhìn thấy, xem biết
ý tưởng của chúng con từ xa. Xin Chúa ngài rơi chạm để chúng con, đem chúng con trở lại với lời của ngài, đem chúng con trở lại với sự cầu nguyện, đem chúng con trở lại với sự thờ phượng Chúa một cách nóng cháy, nhiệt huyết trở lại. Và lạy Chúa, xin ngài tha thứ tất cả những lỗi lầm, tha thứ những sự gian ác ở trong đời sống của chúng con. Thế như lời của Chúa trong Giăng nhất đoạn 1 câu 9 rằng, còn nếu chúng con xưng tội mình thì ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng con và làm cho chúng con được sạch mọi điều gian ác. Cảm ơn Chúa vì Chúa ngài tha thứ dồi dào trên đời sống của chúng con. Khi chúng con xưng nhận những tội lỗi, những yếu đuối của chúng con thì Chúa ngài có cách để ban ơn, ngài tha tội và chữa lành để phục hồi đời sống của chúng con cách hoàn toàn ở trong ơn của Chúa. Nguyện Chúa được vinh hiển qua lời của ngài trong buổi tối hôm nay, và ngài cũng được vinh hiển qua mỗi đời sống của chúng con để dứt dây trở lại ở trong sự yêu mến ngài. Xin Chúa đem chúng con trở lại trong sự yêu mến Chúa, để chúng con từ hôm nay sẽ trở thành những phi rơ đem nhiều người trở lại với ngài. Chúa ơi, chúng con không phải là những phi rơ chối Chúa ba lần như trước đây nữa, nhưng mà chúng con sẽ là những phi rơ để đem nhiều người trở lại với Chúa, trở thành những sứ giả phục hưng, trở thành những người đem lại phước hạnh cho nhiều người khác. Nguyện Chúa sử dụng mỗi người chúng con như là những cái tay nối dài của Chúa để đem lại câu trả lời cho những nan đề của thế nhân hư mất chung quanh chúng con theo cách đặc biệt của ngài. Con tạ ơn Chúa. Chúng con cùng nhau hết lòng thành kính cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý mài cho em đã lắng nghe và theo dõi. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào thời giờ này ở trong tuần sau, tức là 10 giờ tối Chủ nhật hàng tuần ở tại North Carolina, Hoa Kỳ. Hoặc là ở Việt Nam thì chúng ta có thể theo dõi lời của Chúa vào mỗi buổi sáng thứ hai đầu tuần vào lúc 9 giờ. Xin Chúa ban phước cho chúng ta. Và nguyện Chúa ngài đói xem, nguyện Chúa ngài sức dầu, nguyện Chúa nâng đỡ chúng ta và ban chúng ta niềm vui mừng của sự biết ơn Chúa ở trong một tuần lễ mới này. Kính chúc quý vị chúng ta thật nhiều sức khỏe và một tuần lễ mới đầy ơn, đầy đắc thắng và thành công ở trong công việc và cũng như trong mọi sự. Xin kính chào và tạm biệt quý vị. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.